tham khảo Fogirena. Ban giám đốc doanh nghiệp bị đề nghị truy tố tội đưa hối lộ là Trần Ngọc Tài 1967, giám đốc doanh nghiệp cường quý ở thành phố Dạng Hà, huyện Thiệu Hóa, Nguyễn Văn Châu, một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Gia Hải 1973, giám đốc doanh nghiệp Hải Lam phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa. Ngoài ra, công an còn đề nghị truy tố bị can Nguyễn Gia Hải về tội trốn thuế. Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 18 tháng 4, công an Thanh Hóa cầm quả tang thành viên đoàn thanh tra của thanh tra tỉnh Thanh Hóa là bà Nguyễn Thị Cúc, khi người này đang nhận tiền của đối tượng bị thanh tra trên địa bàn huyện Thiệu Hóa. Đến ngày 23 tháng 4, công an đã tạm giữ hình sự với 5 thành viên đoàn thanh tra tỉnh gồm những người trên, đồng thời mở rộng rãi điều tra cầm giữ ban giám đốc doanh nghiệp để điều tra tội đưa hối lộ.